Chào các bạn, hôm nay Jason muốn chia sẻ một số sự kiện liên quan đến công ty Tesla sắp tới đây. Chẳng hạn như là mới đây Elon Musk, CEO của công ty Tesla cũng đã nói rằng công ty riêng của ông ta là xAI, là một công ty làm về trí tuệ nhân tạo, đang thương lượng với công ty Tesla để có thể hợp tác chung trong vấn đề trí tuệ nhân tạo. Có nghĩa là công ty xAI của Elon Musk sẽ cung cấp những cái công nghệ kỹ thuật liên quan đến AI là Artificial Intelligence, là trí tuệ nhân tạo, cho cái chức năng lái xe tự động của Tesla, FSD là Full Self Driving. Thì công ty Tesla sẽ chia cái lợi nhuận có thể up to 50%, là 50% cho công ty của Elon Musk, xAI. Thì điều này có lợi gì cho công ty Tesla cũng như là cổ phiếu Tesla? Thì khi mà lợi nhuận chia đôi thì cái profit margin nó sẽ không có nhiều nữa. Tuy nhiên, khi mà công ty xAI của Elon Musk cung cấp những cái thiết bị, những cái công cụ, những cái sản phẩm cho công ty Tesla, thì điều này nó cũng giúp cho cái sự phát triển của xe Tesla càng ngày càng vững mạnh trên thị trường. Và có thể vì lẽ đó mà cái nhu cầu sử dụng xe Tesla có thể càng ngày càng tăng hơn sau này. Bên cạnh đó thì vào ngày 10 tháng 10 sắp tới đây thì công ty Tesla sẽ có một cái sự kiện là Robotaxi. Tại thì chưa biết chính xác thì các nhà đầu tư sẽ được thấy, được nghe những gì vào cái ngày đó. Trước mắt thì cho thấy cái chương trình Robotaxi giống như là một cái service cho những cái xe tự động lái. Mình sẽ biết nhiều hơn chi tiết vào cái ngày sự kiện đó là vào ngày 10 tháng 10 sắp tới đây. Hiện tại số lượng tiêu thụ xe của Tesla tại Trung Quốc cũng đã được tăng lên vào tháng 8 vừa rồi. Nếu như các bạn đầu tư vào công ty Tesla hay các bạn trade cổ phiếu Tesla mỗi ngày thì các bạn cũng thấy thường thường Tesla lên xuống không có theo thị trường, mà thường thường Tesla lên xuống chủ yếu là những cái tin tức từ công ty Tesla có mà ra. Chẳng hạn như kể cả những ngày thị trường đi xuống mà công ty Tesla vẫn lên vì công ty có những cái tin tốt, hoặc là kể cả những ngày thị trường đi lên nhưng mà công ty Tesla vẫn đi xuống vì công ty Tesla có những tin xấu. Thì khi các bạn đầu tư vào Tesla, các bạn rất là khó để mà biết khi nào Tesla thật sự đi lên hay là đi xuống, kể cả khi các bạn dùng những cái technical analysis là phân tích kỹ thuật để mà coi chart, coi nến, nhưng nó không chính xác lắm đối với một công ty Tesla khi các bạn đầu tư long term. Khi mà các bạn đầu tư vào công ty Tesla long term thì các bạn phải chấp nhận cái sự chờ đợi. Đôi lúc nó rất là nhanh vì Tesla thường đi lên rất là nhiều và rất là nhanh, nhưng đôi lúc nó có thể đứng yên một chỗ trong một thời gian rất là dài, thậm chí còn đi xuống rất là nhiều. Nếu các bạn có gì thắc mắc, các bạn có thể comment trong video. Cá nhân mình thì luôn tin tưởng vào Elon Musk. Như các bạn cũng biết, Elon Musk một thiên tài rất là hiếm có từ xưa đến nay. Cho nên mình nghĩ rằng cổ phiếu Tesla hy vọng sớm muộn cũng sẽ trở lại cái giá thời đỉnh kim của nó. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn đầu tư sẽ luôn gặp nhiều may mắn và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.